Thưa quý vị, chúng ta đã vừa thưởng thức những giai điệu rất là tuyệt vời, đã nghe sự chan chứa trong tình yêu thương dành cho mẹ và sự ấm áp trong tình cảm dành cho cha. Thưa quý vị, và trong lịch sử âm nhạc của thế giới cũng như tại Việt Nam có rất nhiều đôi song ca đã được hình thành một cách ngẫu nhiên hoặc là do những nhà nhạc sĩ thấy chất giọng phù hợp với nhau và đã phối hợp và để ghi vào trong lịch sử âm nhạc của thế giới cũng như tại Việt Nam. Chúng ta có Lê Uyên Phương, chúng ta có những cặp đôi thật trữ tình, lãng mạn và những ca khúc của họ ghi dấu ở trong lòng của khán giả. Thưa quý vị, và hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu một ứng cử viên để có thể là sẽ cùng song đôi với Jennifer Thiên Nga trong những con chặng đường tiếp theo. Đó là quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2017. Và anh chàng này còn là giải nhất phiên bản hoàn hảo 2017, giải nhất gia đình song ca, giải nhất Music 24 giờ và là học sinh 4 năm liên tiếp từ 2015 cho đến nay là học bổng toàn phần về ngành sản xuất và trình diễn âm nhạc tại trường MPU của nhạc sĩ Đức Trí. Thưa quý vị, Thiên Khôi còn hoàn thành được phần sáng tác cũng như chơi nhạc cụ hòa âm phối khí. Và cái điều này chắc có lẽ nó phù hợp với Jennifer Thiên Nga cũng có rất nhiều cái khả năng âm nhạc cũng như tài lẻ của mình. Vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh bệ phóng là gia đình, là nơi để chắp cánh như ước mơ cho Thiên Nga, thì tình bạn đẹp với những người bạn cùng sở thích với mình, cùng tài năng với mình sẽ là một sự chắp cánh để giúp cho tài năng của các bạn nhỏ thăng hoa, đặc biệt là dành cho Thiên Nga trong live show ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Stuck on You. Xin được mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn.